Một con ngõ tối tăm, chật chội đến mức chỉ vừa cho một người đi qua. Hoặc sẽ phải tránh nhau bằng cách chờ đợi như thế này nếu không muốn đối mặt nhau. Ở trung tâm thủ đô Hà Nội, đặc biệt ở những khu phố cổ, sự tồn tại của những căn nhà ẩm thấp, thậm chí là không nhìn thấy ánh mặt trời là điều không hiếm. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Yến, 68 tuổi, nằm trong con ngõ này đã hơn 40 năm. Đó là con ngõ ở số 49 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ con phố này, bà Yến sẽ phải rẽ phải hai lần. Đi qua khu sân chung, tiếp tục leo cầu thang, rồi đi qua một cái xưởng in mới có thể vào được đến nhà. Và đây, căn nhà có mặt sàn rộng 9m2 chính là nơi mà gia đình 7 người gồm 3 thế hệ của gia đình bà Yến đang cùng sinh sống. Không gian bao gồm tủ thờ, tủ lạnh, tủ giày ở ngoài cửa. Dù không gian hẹp, nhưng con trai của bà cũng tận dụng không gian này để nuôi thêm cá. Không gian nhỏ nên mọi đồ đạc trong nhà, bà Yến đều phải tận dụng tối đa diện tích. Ví dụ như cái tủ lạnh này, bà tận dụng đặt những đồ vật khác như là hộp thuốc, đèn, thậm chí là cả một chiếc ghế. Tương tự với chiếc chổi này, bà Yến cũng phải treo lên để không tốn diện tích. Cứ như vậy, trong không gian chật hẹp nhưng có tới 7 thành viên sinh sống, đồ đạc chồng chéo lên nhau đã trở nên quen thuộc đối với các thành viên trong gia đình của bà Yến. Nơi mà gia đình bà Yến tận dụng để làm nhà bếp này chỉ rộng khoảng 2m2. Khá đầy đủ đồ dùng, nhưng trong tình trạng đồ đạc xếp chồng lên nhau, thậm chí căn bếp này còn được tận dụng đặt máy giặt. Phía trên phơi quần áo và nuôi chim theo sở thích của con trai bà Yến. Tất cả các cửa trong nhà đều là cửa kéo để không chiếm thêm diện tích. Nhà cô là có 7 người, 3 thế hệ. Con trai, con dâu, cháu nội, con gái và hai cháu ngoại. Lý do ở đây là từ khi ông bà đấy. Ông bà ở đây từ năm 65. Ông bà thì được 6 người con, 3 trai, 3 gái. Thì 3 anh em trai thì ông bà chia cho 3 phần ở đây. Còn các cô đi lấy chồng, các cô ở, đi ở nhà chồng rồi. Đấy. Còn cháu bảo làm sao cái ngõ nó xấu hẹp. Đến bây giờ nhá, mà năm đến năm 2001, nhà nước và nhân dân cùng làm sửa chữa lên cái nhà nó được như này. Còn trước nó còn sàn gỗ mà nó thấp, tầng dưới rất thấp, tầng dưới những nhà làm đất sét mà chỉ có trèo lên và làm thôi, không đứng được, lom khom chui vào. Vì diện tích được chia quá hẹp nên nhân lúc chính quyền địa phương tiến hành sửa chữa ngõ vào nhà, gia đình bà Yến cũng đã cơi nới thêm 2 gác nữa để các thành viên có thêm không gian sinh hoạt. Hiện tầng 1 là không gian sinh hoạt chung. Tầng 2 được ngăn nửa, một bên là phòng ngủ của bà Yến, bên còn lại là phòng của gia đình con trai. Còn tầng 3 là nơi ở của con gái và 2 cháu ngoại của bà. Tầng 2, đồ đạc cũng được treo hết lên tường, thậm chí phải treo lên tận trần nhà. Trên tường xuất hiện những vết mốc bởi những lần mưa xuống, trần nhà bị dột, nước ngấm vào tường. Còn đây là phòng ngủ của bà Yến, không gian cũng vô cùng nhỏ hẹp. Trên chiếc tủ này, bà cũng phải xếp chồng đồ ở phía trên. Trên nệm mà bà nằm ngủ mỗi ngày, bà cũng tận dụng để phơi quần áo bởi không có chỗ nào khác để phơi. Dù nắng hay mưa, bà phải bật quạt và bật điều hòa để đồ khô nhanh hơn. Trong phòng, bà còn đặt một chiếc xô như thế này để hứng nước chảy xuống từ điều hòa. Bên cạnh phòng bà Yến là khu vệ sinh của số nhà 51 Hàng Chiếu, nên bà có thể đục thêm một cái cửa sổ nhìn ra thông thoáng hơn và ánh sáng có thể chiếu vào. Không chỉ cơi nới thêm 2 tầng, nhà bà Yến còn tận dụng diện tích khu nhà vệ sinh hàng xóm là số nhà 47 Hàng Chiếu. Bà viết đơn xin phép họ để đổ trần cao thêm, có thêm diện tích sinh hoạt.
Còn trên nóc nhà của bà Yến lại là một ngôi nhà khác thuộc con phố Nguyễn Siêu, song song với phố Hàng Chiếu. Nói chung là người các cụ đâu có câu là phố cổ không khổ cái nạn. Nhưng mà còn cô cảm như thế này nó cũng quen, cuộc sống nó cũng quen. Trong ngõ này nhá, thì ông bố chồng ấy thì mất năm 92, khi ông mất cầu thang như thế, cháu nhìn như thế nhá là không thể đi ra được. Nó diện tích nó còn hồi nó còn hẹp hơn, cái cầu thang nó còn hẹp hơn như thế này, không thể đi lên xuống, là phải tời từ trên tời xuống, tời từ trên tời xuống. Đến lúc khênh ra là người nhà con cháu nó phải cõng ốc qua, cõng từ trong người ra. Cũng theo lời kể của bà Yến, tất cả các hộ gia đình trong con ngõ này mỗi lần có việc hiếu hỉ đều vô cùng vất vả. Những nhà khác cũng chung tình trạng phải cõng quan tài trên lưng mới có thể đi ra ngoài. Không những vậy, trong con ngõ sâu này, sóng điện thoại chập chờn, lúc có, lúc không, phải lắp wifi, nhiều khi muốn gọi điện thoại phải đi ra tận đầu ngõ. So với các khu nhà trong phố cổ lát sàn gỗ đã mục nát, xuống cấp, bà Yến cho rằng nơi ở của mình tuy nhỏ hẹp nhưng được tu sửa, xây dựng bằng bê tông chắc chắn. Nhưng nỗi lo hỏa hoạn vẫn luôn tiềm ẩn bởi những ngôi nhà san sát, ẩm thấp, lại ở tận trong ngõ sâu, nên nỗi lo vẫn luôn trầu trực. Để đề phòng rủi ro, bà Yến trang bị bình cứu hỏa tại các tầng, cũng như mở lối thoát hiểm, chuẩn bị sẵn thang dây. Trong tình huống khẩn cấp, 7 người sẽ phá rào, trèo từ tầng trên xuống. Cái đấy phòng cháy thì bây giờ thì mình trước nhất là mình phải phòng. Là phòng cháy nổ thì điện nó phải an toàn, đun nấu an toàn. Và có bình cứu hỏa, nhà cô thì 3 tầng đều có phải bình cứu hỏa tất. Nhưng bây giờ vừa rồi, trên tầng trên thì cũng, trên tầng trên cùng nhà cô cũng có cửa thoát nạn. Đấy, cũng có cửa thoát nạn. Cũng sắm dây, sắm sợ, nhưng mà đấy, từ năm 2000 đến bây giờ thì cũng mục hết ra rồi. Đấy, xong là vừa rồi cũng xảy ra những cái vụ cháy là cũng hoảng đấy. Thế còn bây giờ thì mình chủ yếu là mình phòng điện đóm là phải cẩn thận. Đi ra khỏi nhà là tắt điện, những thiết bị nó cũng cần thiết là tắt. Thế giờ cũng phải có bình cứu hỏa để đấy, để hướng dẫn nhau mà lúc mà chẳng may mà xảy ra thì phải cách chạy như thế nào để thoát. Phát hiện như thế nào là phải mình được phải biết mình. Nhưng mà hiện giờ thì cô cũng đang đặt mua 7 cái mặt nạ, không ai muốn dùng đến những thứ đấy, càng không dùng đến, nhưng mà mình có đấy thì mình cũng yên tâm, trước mắt là nó cũng cứ yên tâm đi. Cũng ở trong căn nhà này, mùa hè vô cùng nóng nực bí bách, nhà có lắp điều hòa nhưng đôi khi cũng hạn chế bật vì sợ cục nóng điều hòa sẽ ồn và nhiệt phả vào các gia đình xung quanh gây khó chịu. Còn vào ngày mưa cũng có nhiều khó khăn không kém. Thì mưa rồi, thì nhà cô thì nhà mình xung quanh là người ta cao, nhà cô thấp ở dưới. Nó chảy xuống là ống máng thì có khi là nước chảy ống máng chảy xuống là chảy từ tầng 3 sàn gỗ, chảy xuống tầng 2, tràn xuống tầng 1. Nước tràn từ trên tràn xuống, chứ không phải nước từ dưới dâng lên. Thế còn là lối ngõ, là ngõ dưới sân nhé, dưới sân nữa thì là bị mõm luôn. Thì mà khi mà trên nhà cô cái tầng sàn 3 đấy, tầng 3 ấy, thì nó lại là sàn gỗ. Nó chảy xuống khe này. Cái khe này nó chảy xuống dưới, ở dưới thì làm trần nhựa. Chỗ nào chỗ thì nó chảy, có nghĩa là không phải chảy đúng ở cái chỗ chảy trên, chảy xuống. Mà nó chảy nam khắp cả nhà, chỗ nào chỗ nó chảy. Khu phố cổ luôn được biết đến là nơi sinh hoạt đắt đỏ. Lẽ dĩ nhiên, 1 mét vuông đất ở đây cũng có giá lên tới cả bạc tỷ. Song đằng sau đó lại là những ngôi nhà cũ kỹ, hạ tầng xuống cấp, không gian ô nhiễm, điều kiện sống thấp. Tại sao những người dân ở đây lại không muốn rời đi? Bà Yến cho biết với những ngôi nhà như thế này sẽ rất khó để bán cho ai. Hơn nữa, cả gia đình bà không có nghề nghiệp ổn định. Hiện đang mưu sinh nhờ công việc buôn bán thạch đen, trân châu ở vỉa hè phố Hàng Chiếu. Nếu chuyển đi, họ sợ rằng sẽ không có công việc khác để làm.
nhiều người cứ bảo thế sao chật thế không chuyển đi, nhà ở thành phố là mấy tỷ một mét vuông. Thế tôi bảo là mấy tỷ một mét vuông thì nó bên ngoài, cái đây đã ngõ trong ngõ rồi, trên tầng nữa. Đấy. Rồi đi cho người ta đi thuê trọ chứ chắc người ta thuê trọ. Còn đây là khu nhà vệ sinh và khu sân chung của những hộ dân trong số nhà 49 Hàng Chiếu. Dù nhỏ hẹp nhưng đây là nơi mà các hộ dân ở đây cất đồ đạc và xe máy. Vào những ngày có công việc quá chật chội, số xe máy còn lại sẽ được đưa đi gửi ở nơi khác. Theo thống kê, quận Hoàn Kiếm có hơn 1.000 con ngõ, ngách nhỏ, hầu hết đều rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi. Quanh năm không có ánh nắng mặt trời. Từ năm 1998, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khởi công dự án di dân phố cổ. Năm 2013, đề án giãn dân được thành phố Hà Nội phê duyệt với mục tiêu giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người một hecta năm 2010 xuống còn 500 người vào năm 2020. Sau hơn 20 năm triển khai, đề án vẫn chưa thể hoàn thành. Một trong những lý do được nhiều người dân chưa thật sự đồng thuận bởi quen nếp sống, nơi ở hiện tại thuận tiện cho việc làm ăn, sinh sống dù nơi ở xuống cấp. Ẩn nấp đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt của khung cảnh buôn bán sầm uất, những dãy các cửa hàng mọc lên san sát ở phố cổ Hà Nội, thì cuộc sống của những hộ dân ở trong những ngõ nhỏ hun hút, những ngôi nhà tồi tàn cứ thế trôi đi. Một căn nhà có vị trí nằm vô cùng đặc biệt. Trên nóc của một nhà vệ sinh tập thể giữa phố cổ Hà Nội sầm uất, náo nhiệt. Chỉ rộng khoảng 7 mét vuông, căn nhà này là nơi sống và sinh hoạt của cả một hộ gia đình, mà chủ nhân này cũng đã ngoài 90 tuổi. Trời mưa thì cột, để nắng thì nóng như thể là thiêu cả đốt. Vì hoàn cảnh gia đình mà nó chưa thể lấy vợ lấy chồng được. Mà có lấy vợ lấy chồng thì ở đâu chật chội ra. Những mảnh ghép chắp vá tạm bợ chẳng đủ để che mưa che nắng. Vâng, thưa quý vị, sống trên nóc nhà vệ sinh giữa phố cổ Hà Nội, ở một nơi mà chỉ nhắc đến thôi đã khiến không ít người phải tò mò mà đặt ra câu hỏi, tại sao giữa thủ đô Hà Nội lại có những căn nhà kỳ lạ đến như vậy, và làm thế nào để có thể sống trong căn nhà vừa chật chội và có lẽ cũng không ít mùi hôi bốc lên. Thế nhưng chính căn nhà được cơi nới, dựng tạm bợ trên nóc nhà của khu nhà vệ sinh tập thể này lại là nơi che mưa che nắng và là nơi ở của vợ chồng ông Nguyễn Phùng Hải, 92 tuổi và các con suốt gần 50 năm qua. Và để tìm hiểu lý do vì sao vợ chồng ông Hải lại ở trong một căn nhà có vị trí kỳ lạ như vậy và làm thế nào để họ có thể sống ở đây suốt gần nửa đời người, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì tôi đã có mặt tại số 107 Hàng Bạc thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để tìm gặp vợ chồng ông Hải, cũng chính là cặp vợ chồng đã sinh sống ở trên nóc nhà vệ sinh ở phố cổ suốt gần 50 năm qua, để tìm hiểu xem là cuộc sống của hai ông bà đã diễn ra như thế nào. Để vào tìm hiểu ngôi nhà đặc biệt này, chúng tôi phải đi qua một con ngõ nhỏ nằm giữa phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Một lối đi khá tăm tối, ẩm thấp và chật hẹp đến mức chỉ đủ chỗ cho một người ra vào, và nếu như có một người đi đến từ hướng ngược lại sẽ khó tránh khỏi việc đụng chạm nhau. Và đây chính là căn nhà nơi sinh sống gần 50 năm qua của vợ chồng ông Nguyễn Phùng Hải và hai người con của mình. Nhìn trực diện bên ngoài căn nhà là sự cũ nát, sập xệ. Điều khiến nhiều người ái ngại là hình ảnh chiếc cầu thang dốc thẳng đứng được đổ xi măng nối từ mặt đất lên đến ngôi nhà của ông. Và đây cũng là lối đi duy nhất để vào bên trong ngôi nhà đặc biệt này. Sở dĩ ông Hải phải làm cầu thang đi lên nhà là bởi bên dưới hiện vẫn đang là nhà vệ sinh và sân phơi tập thể của những hộ dân sinh sống trong con ngõ này. Còn căn nhà của gia đình ông nằm bên trên nóc của khu vệ sinh và có được cũng là nhờ cơi nới để cả gia đình có chỗ ăn, chỗ ở. Nhìn vào căn nhà của ông Hải, nhiều người có thể sẽ cảm thấy chạnh lòng và không hiểu lý do vì sao gia đình ông phải sống trong căn nhà như vậy. Ông Hải cho biết, sở dĩ căn nhà của ông Hải có vị trí kỳ lạ như vậy là vì trước đây, ngôi nhà trong con ngõ nhỏ ở phố Hàng Bạc này chỉ có gia đình ông Hải sinh sống và được nhà nước cho thuê.
vì lúc còn trẻ ông thường xuyên vắng nhà và không đủ tiền để đóng tiền thuê nhà hàng tháng, nên ông buộc phải dọn ra ngoài để người khác đến thuê lại. Đến năm 1975, ông Hải đã tận dụng nóc nhà vệ sinh chung, tạo căn phòng để ở riêng một mình. Theo lời kể của ông Hải, thời điểm mới dọn lên nóc nhà vệ sinh tập thể để sinh sống, ông chỉ lợp mái, quây cốt ép, giấy dầu để làm thành một căn phòng riêng. Sau này vì thấy hoàn cảnh của ông Hải khó khăn, nên ông được nhiều người hỗ trợ tu sửa lại căn nhà này để chỗ ở của ông được kiên cố hơn. Cũng từ đây ông Hải lấy vợ rồi sinh con. Hai thế hệ cứ như vậy chung sống trong căn nhà chỉ rộng khoảng 7m2 này. Trước khi tưởng của mình, tưởng cái buồng bé, rồi coi như ở thuê, tôi nợ tiền nhiều quá, nên tôi không có tiền. Lúc đó lại tôi ra bơm xe rồi sửa chữa xe, tôi nhảy lên đây tôi ở. Ban đầu thì làm cái lều, đấy là nguyên tắc của thành phố là không được làm nhà tranh vách đát, nhá, vì nó gây ra hỏa hoạn. Thế nhà nước mới làm lại cho tôi, nhá, làm cái mái, tất cả các thứ, cầu thang, cái đó. Nhá. Thế là tôi ở đây, thì tôi nhảy lên đây thì không phải mất tiền gì cả, là vì nhà cái người chủ họ không lấy tiền. Để lên được căn nhà của ông Hải, chỉ có một lối đi duy nhất là chiếc cầu thang được đổ bằng xi măng đã mọc kín rêu xanh, vừa nhỏ lại vừa dốc này. Nói là căn nhà, là nơi ở của vợ chồng ông Hải và hai người con, nhưng lại vô cùng chật chội, ẩm thấp và rất bí bách. Dù là ban ngày, nhưng cũng chỉ khi ông Hải bật điện, căn phòng mới có chút ánh sáng. Trần nhà là những tấm xốp được cột lại với nhau. Trên tường những mảng vữa bong chóc là hậu quả của những ngày mưa dầm dột vào nhà và sau đó là những ngày nắng gắt. Còn chiếc tivi cũ kỹ đã hỏng màu này của ông Hải là thứ duy nhất để vợ ông có thể giải trí khi chồng và con ra ngoài làm việc. Ông Hải cũng rất buồn lòng vì ngót nghét 50 năm qua, gia đình ông phải sống tạm bợ như thế này, trong khi sức khỏe của vợ ông ngày càng kém đi và việc đi lại rất khó khăn. Và chiếc bàn để đặt tivi cũng được xem như là một vách tường ngăn đôi phòng ngủ và phòng khách của nhà ông, khi căn nhà này nhỏ hẹp đến mức chỉ đặt được một chiếc giường và đủ một chỗ để trải tạm tấm chiếu, làm chỗ ngồi khi có khách đến chơi nhà. Gần 50 năm sống trên nóc nhà vệ sinh, dù có nhiều bất tiện, nhưng chưa bao giờ ông Hải than phiền về điều này. Nhiều vấn tiện lắm. Thứ nhất là trời mưa thì dột, để nắng thì nóng như thể là thiêu là đốt, chả có cái gì cả là ghê gớm cả đây. Thức ăn này là đều người ta cho hết. Tôi cũng chả anh chị em rồi cô bác cô cụ gì rồi nhà quê người ta cũng mang gạo ra đây họ cho tôi, mà cả bánh chưng bánh trước các thứ họ cho rồi. Tôi ở đây từ khi còn chuồng xí thùng, nghĩa là có một cái bà ấy đổi cái thùng ấy. Cái thùng ấy thì người ta phóng vào đấy rồi ông đang dậm ông ấy đến đâu thay cái thùng cũng lại gánh đi đấy. Đấy là thời kỳ mà tôi ở đây còn là chuồng dưới thùng, nó bốc hơi lên rất là kinh khủng. Vì trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá nên chiếc tủ lạnh mà người con trai đã mua cho vợ chồng ông Hải trở thành món đồ có giá trị nhất trong căn nhà này. Hàng ngày ông Hải sẽ ra đầu ngõ để bơm vá xe đạp. Dù công việc không kiếm được nhiều tiền, nhưng ông Hải cho biết được đồng nào hay đồng nấy. Vì với tuổi của ông bây giờ cũng không làm được việc gì quá nặng nhọc. Vì căn nhà quá chật chội nên ông Hải cũng tận dụng luôn nóc tủ để làm bàn thờ tổ tiên. Vợ tôi bị bệnh thôi chứ còn tôi khỏe như là trâu. Tôi bốc rác ngày xưa tôi, cô bảo tôi bốc hàng tạ gạo, hàng mấy chục xe, tôi có thể một tối tôi vác xi măng nhé. Bây giờ tôi 90 mấy tuổi rồi tôi vẫn phải ra ngoài kia tôi bơm xe để kiếm ăn. Ông Hải có hai người con, một người con trai và một người con gái. Trước đây gia đình hai thế hệ sống chung, nhưng hiện nay cậu con trai đã lập gia đình vì hoàn cảnh khó khăn mà con trai ông xin ở rể nhà vợ.
Người con gái đến nay đã có công việc ổn định nhưng chưa lập gia đình nên vẫn sống chung với vợ chồng ông Hải trong căn nhà này. Nó còn đang muốn là lấy vợ lấy chồng thì nó muốn là ở chỗ làm sao để cho tiếp khách được. Ở đây nó tiếp khách nó trông nó lúi xùi quá. Khách đó tức là người yêu của nó hay là bạn, nên là có giàu thì bạn sao thì vợ. Ở trên đời này nó thế, vì hoàn cảnh gia đình mà nó chưa thể lấy chồng được, mà có lấy chồng thì ở đâu chật chội rồi. Gần 50 năm vợ chồng ông Hải cùng con cái sống trên nóc nhà vệ sinh tập thể. Đến nay những hộ dân xung quanh, nhà nào cũng đều có khu vực vệ sinh khép kín trong nhà, nên cũng không còn dùng chung nhà vệ sinh tập thể này nữa. Nhờ vậy cũng hạn chế được mùi hôi bốc lên nhà. Dù chật chội và nhiều bất tiện, nhưng ở lâu cũng thành quen, vợ chồng ông Hải cũng không muốn chuyển đến nơi khác sinh sống. Đến nay mong muốn duy nhất của vợ chồng ông Hải là giữ được sức khỏe như hiện tại và điều mong mỏi nhất là người con gái sớm lập gia đình, lấy được người chồng yêu thương con mình thật lòng dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn.